Năm 2022, trên địa bàn thành phố Cần Thơ xảy ra 75 ca tai nạn lao động, làm chết 4 người và bị thương nhiều người. Và trước tình hình trên, thì ngành chức năng thành phố đang tăng cường thực hiện nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu số vụ tai nạn lao động trên địa bàn. Thi công nhà cao tầng, những công trình khách sạn Win 19 tầng trên đường Phan Đình Phùng, phường Tân An, quận Ninh Kiều chưa đảm bảo các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động. Ngoài làm sụp lún nứt tường 32 căn nhà, còn gây ảnh hưởng đến môi trường, chủ yếu là bụi và tiếng ồn. Xây khách sạn đó đã gây những cái bức xúc của tôi, những cái như là ban đêm thi công cả ban đêm mà làm những tiếng động ồn ào, tôi lớn tuổi rồi nó cũng khó ngủ nghe được. Người sử dụng lao động và ngay cả bản thân người lao động cũng chưa quan tâm đến việc bảo hộ lao động để giữ an toàn cho bản thân mình khi lao động trên công trường, chẳng hạn như trên công trình xây dựng trường học này. Làm ở phía bên trong sàn thì một số anh em có lơ là trong vấn đề mà đội nón, thì bên ban chỉ huy thì luôn nhắc nhở và đi kiểm tra đôn đốc, vâng, kiểm tra nhắc nhở anh em. Chính sự lơ là chủ quan trên mà đã dẫn đến các vụ tai nạn lao động. Theo thống kê, năm 2022 có 75 vụ tai nạn lao động làm 4 người chết, hàng chục người bị thương và 2.500 ca bệnh nghề nghiệp. Tai nạn lao động thì thường đa phần là do cái bất cẩn của người tham gia lao động. Số trường hợp xây xát bên ngoài, hoặc là trường hợp nặng thì có thể là gãy tay hoặc là gãy chân. Khi gặp những cái trường hợp mà tai nạn lao động hoặc là những cái tai nạn thương tích khác thì chúng tôi cũng làm rất là nhanh chóng. Thậm chí những cái trường hợp mà nặng, chúng tôi có báo động đỏ và báo cho ban giám đốc cũng như các khoa phòng liên quan để mà xử trí kịp thời người bệnh. Với mục tiêu giảm thiểu số vụ tai nạn lao động, đảm bảo an toàn sức khỏe và môi trường làm việc cho công nhân, tháng an toàn lao động năm nay được Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố Cần Thơ phối hợp với các ngành chức năng triển khai thực hiện với nhiều biện pháp. Trong đó tiếp tục tuyên truyền vận động người lao động chấp hành nghiêm các quy định của luật lao động, trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động, khám sức khỏe, mua bảo hiểm cho công nhân, tổ chức tập huấn cũng như kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động. Những điều kiện về môi trường nè, về trang phục lao động nè, vệ sinh công nghiệp nè, đó là một trong những công việc hết sức là cần thiết đối với cái môi trường lao động. Trong quá trình triển khai thì phải chấp hành các yêu cầu về an toàn lao động đối với nhân công và trang bị bảo hộ lao động, nón dây đai an toàn, còn thiết bị máy móc là phải kiểm tra kiểm định của thiết bị theo quy định của nhà nước. Ban chỉ huy công trường là đều có những cái buổi để học an toàn lao động, để trang bị cho người lao động những cái kiến thức cần thiết để đảm bảo an toàn khi thi công. Bảo hộ lao động thì phía công ty cũng có cung cấp đầy đủ cho công nhân để đi thu gom rác. Hiện công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, vận động các cái doanh nghiệp, người sử dụng lao động quan tâm để cải thiện môi trường làm việc, rồi chủ động kiểm tra, rà soát các cái nguy cơ mất an toàn. Thực hiện tốt an toàn vệ sinh lao động nơi công trình, công xưởng sẽ đảm bảo tính mạng, sức khỏe cho công nhân lao động, góp phần để sản xuất kinh doanh an toàn liên tục.